Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng tất cả về các dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ này, máy game ghi hình siêu nhỏ này, thiết bị dò sóng và thiết bị nghe nén thì các bạn hoàn toàn có thể nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số hotline ở trên các bạn nhé. Và hôm nay trong cái video này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang dạng bật lửa K6. Về cái dòng bật lửa K6 thì quá là nhiều khách hàng thân thuộc cũng như là quen cái dòng sản phẩm này rồi, bởi vì thứ nhất là mình giới thiệu rất là nhiều, và cái thứ hai là sản phẩm này cực kỳ ổn định, mọi người truyền tai nhau giới thiệu nhau về cái mẫu bật lửa này rất là nhiều luôn các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ quay thêm những cái video này nữa là muốn giới thiệu đến tất cả các bạn cũng như là hướng dẫn các bạn là cách chức năng, các công dụng của dòng sản phẩm bật lửa K6 này, và về cách sử dụng của dòng sản phẩm này rất là dễ các bạn nhé. Những sản phẩm nào dùng dễ, dùng đơn giản thì nó đi đôi với chất lượng rất là bền các bạn nhé. Đấy, và khi các bạn mua hàng bên mình có thẻ bảo hành điện tử cho tất cả các bạn, một đổi một trong vòng 1 năm các bạn nhé. Tặng kèm cho tất cả khách hàng một cái thẻ nhớ ở đây là một thẻ 32GB các bạn nhé. Với cái thẻ nhớ 32GB này là sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu, lưu trữ được thông tin tất cả vào cái thẻ nhớ này. Mà khi quay, khi lưu lại thì về nhà các bạn sẽ lấy thẻ nhớ này ra để các bạn lắp vào điện thoại các thứ xem lại thì rất là hợp lý các bạn nhé. Lắp vào máy tính nữa hoàn toàn ok. Và đây là vỏ hộp của chiếc bật lửa K6 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra. Ở bên ngoài vỏ hộp người ta cũng ghi rất là rõ ràng rồi, độ phân giải của sản phẩm là Full HD 1080 các bạn nhé. Mình sẽ mở bên trong ra. Bên trong cái bật lửa này khi nguyên bản các bạn nhập về thì nó sẽ chia ra làm hai lửa như thế này các bạn nhé. Đây, và khi dùng thì các bạn sẽ đóng cái bật lửa này vào và các bạn hoàn toàn có thể là châm đây để hút thuốc này. Đấy các bạn nhé, khói nghi ngút luôn. Đấy, đây là hồng ngoại này. Đấy, đỏ rực đây, các bạn châm hút thuốc, hút lửa là thoải mái luôn, sử dụng như một chiếc bật lửa thông thường các bạn nhé. Và ngoài ra ở đây nó được gắn thêm một cái mắt camera các bạn nhé, siêu mini ở đây, và đây là một cái mắt hồng ngoại các bạn nhé. Và các bạn chú ý giúp mình này, ở cái mặt này nó có hơi xước răm một chút các bạn nhé, cái mặt này nó hơi xước răm một chút bởi vì ở đây người ta đã dán cho các bạn một cái lớp băng, một cái lớp gọi là cái lớp bóng rất là mỏng rồi để tránh xước các bạn nhé. Đấy, còn khi về dùng thì các bạn có thể là để nguyên như này nó cũng không ảnh hưởng gì đến độ phân giải đâu. Và ngoài ra các bạn sẽ cậy hoặc là cậy cái lớp giấy xước này ra các bạn nhé, cái này là tùy các bạn thôi, nhưng mà ở đây nó đã bọc một cái lớp giấy chống xước rồi nên các bạn là yên tâm các bạn nhé. Nên nó xước răm như này là cái xước giấy thôi chứ không phải là xước bên trong đâu, các bạn nhìn là các bạn cũng thấy luôn các bạn nhé. Đây là hồng ngoại, là hỗ trợ hồng ngoại quay đêm này, mắt camera ở thiết kế ở chính giữa này. Đấy, bé tẹo teo như này thôi các bạn nhé. Và bây giờ cách lắp thẻ nhớ, tưởng chừng ấy là cái chuyện lắp thẻ nhớ nó đơn giản thôi nhưng mà không phải là bạn nào cũng biết dùng đâu, thì các bạn chú ý giúp mình nhé. Thẻ nhớ đây nó sẽ có hai mặt, một mặt đồng và một mặt chữ các bạn nhé. Mình quy định như vậy cho dễ, đây là mặt đồng và đây là mặt chữ này. Các bạn sẽ úp mặt đồng xuống dưới, úp mặt đồng vào cái thân của sản phẩm này, úp mặt đồng xuống này. Đấy, và chiều của chữ là hướng lưng lên trên này. Đấy, chiều của chữ lên trên này. Các bạn cắm vào, các bạn lựa nhá, cái lựa lựa vào đúng khớp của nó này. Đấy, các bạn lấy cái đầu nhọn lấy cái bút này, các bạn cắm xuống các bạn nghe này. Đấy, nó cứ tách ở đây một cái và giữ thẻ nhớ lại như vậy để cắm mới đúng các bạn nhá. Và bây giờ cách sử dụng thì ở đây nút nguồn đối diện cái nút hồng ngoại đây đối diện có nút nguồn, các bạn giữ chết này. Giữ chết này. Đến khi nào các bạn thấy rung một cái này. Đấy, các bạn thấy rung một cái và đèn nó sẽ sáng lên này. Đấy, đèn nó sáng lên này và rung một cái này. Những bạn nào mà muốn quay ấn vào cái nút nguồn này một cái này, dứt khoát nhá, ấn một cái này, nhìn này. Đấy, nó rung hai cái tương đương với đèn nháy hai cái như này là đang quay các bạn nhé, như này là đang quay luôn này. Còn những bạn nào muốn lưu lại cái đoạn video này thì ấn vào cái nút nguồn một cái này, đấy ấn một cái này, đấy nó rung một cái và đèn sáng trở về trạng thái chờ. Đây các bạn nhìn này, ấn này, 1, 2 nhấp nháy hai cái này đúng không? Đấy, như này là đang quay này các bạn nhé. Đây mình ấn một cái nữa này, đấy là đang quay này, đang lưu này, ấn một cái nữa là đang quay này, là đang lưu này. Đấy các bạn nhé, tức là khi các bạn khởi động máy lên là trạng thái đèn chờ này, đèn đỏ như này các bạn nhé. Những bạn nào muốn quay này thì ấn vào đây một cái này, đấy nó sẽ rung hai cái và tắt đèn đi như này là đang quay các bạn nhé, như này là đang quay này, không sáng đèn, tắt đèn đi là đang quay này. Còn những bạn nào muốn lưu lại thì ấn lại, ấn vào nút nguồn một cái này, ấn một cái dứt khoát này, đèn lại sáng lên là chờ về trạng thái đèn chờ trạng thái các bạn ra lệnh các bạn nhé. Còn tắt nguồn thì chỉ cần giữ chết này, giữ chết nút này này, đến khi nào đèn nó tắt hẳn đi thôi. Đấy, đèn tắt hẳn đi như này là ok, là tắt nguồn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể cắm trực tiếp cái đầu này vào cổng USB của máy tính. Và ngoài ra lắp vào điện thoại hay máy tính thì các bạn cũng có thể là ấn vào đây. Đấy, để nó nhả cái thẻ nhớ này ra.
đấy, nhả cái thẻ nhớ này ra thì các bạn hoàn toàn thể là cắm vào máy tính cũng như là cắm vào laptop thì sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Thì mình đã có video test chất lượng hết rồi, thì các bạn quan tâm thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo 0825533366 là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là gửi cho các bạn những cái video là mình đã test chất lượng hết luôn cho các bạn luôn các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.